mọi người, bất ngờ chưa? Hôm nay chỉ có mình GT thôi, quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu rồi, hôm nay GT chơi mình. GT chơi một mình, GT đập hết hai đường luôn. Hello, Quang ơi. Hôm nay GT là chủ sĩ nha mọi người ơi. Hôm nay GT là chủ sĩ, GT sẽ quay hết video này cho mọi người coi luôn. Ai thích nhấn like giùm GT cái nha. Còn ai thích Quang quay trở lại, nhấn phím số 1 cho Quang quay trở lại nha. Thôi, quên mất tiêu rồi. Ấy chà chà, mày dám giành chủ sĩ hả mày? Ai dám giành chủ sĩ hả? Yeah. Dám giành chủ sĩ của mình mọi người hả? Yeah. Còn núp bố nhau. Bố nhã mày nãy tao từ trên thiên đường xuống mày, tao đang bữa tao chiến thắng vinh quang của tao ở trên thiên đình, còn mày dưới địa ngục mới chui lên đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Hôm nay hả? Hôm nay tôi quay video mình rồi chứ. Hôm nay hả sẽ tiếp tục đập quả lúp kim lúp. Cái gì à, Mewtwo mọi người à, và mọi người đừng quên chính nó video trước khi bắt đầu, mọi người để lại like ủng hộ cho tụi mình nha. Và bây giờ hả? Cút cút cút, dám giành chủ sĩ nào? Đi về, đi về, đi về chưa? Mày đi về chưa? Mày đi về chưa? Không thèm luôn á. Ừ, không thèm, mày đi ra chỗ khác. Ừ, mày xuất hiện chậm xíu nữa tao đập hết đường luôn. Ừ, mày ngon lành chứ mày dám. Ui, Evento. Gì vậy? Evento xịn nhưng mà lần trước mày lại gì mày quăng hai quả bóng của mày qua đèn á. Tao làm lại nha, qua làm lại nha. Tao dùng dùng nhà nó cháy luôn kìa. Hai quả bóng ở đây nè, mày giục qua đây làm gì vậy? Ủa sao nó còn đó, tao lượm rồi mà. Mày giục mày làm bùa chú đúng không? Mày để bùa tao lượm vô thúi tay tao đúng không? Ừ, nhưng mà em chịu làm đi, khôn á. Tao lượm tao giục lại, tao nhét thêm bùa vô. Ê con Evento đó thì trước có rồi mà, phải không? Có rồi. Ô cuộc chơi này. Hôm nay sẽ đập trong gọi là quả hắc ám ở trong quả Pichu mọi người ạ. Bốn con hắc ám được cập nhật vào phiên bản quả lúc kim lóc Pichu. Nên hôm nay chúng ta sẽ săn tìm bốn con gì thì các bạn hãy nhớ là like thật nhiều ủng hộ cho tụi mình nha, để tụi mình có thể tìm ra được bốn con đó nha. Gà, con cá, con bò, con kiến. Mày đắc rai không ta? Tăng tăng. Không phải mọi người, đắc mắt con đắc rai là mắt phiên bản vũ trụ mọi người ạ. Mình nhìn mình thấy lạ ừ. Nhưng mà đây là phiên bản vũ trụ, nó không phải phiên bản kia đâu. Phiên bản là hố đen vũ trụ. Ui, WCWC nè, hai con luôn. WCWC hiện bị mất máu này. Ui, lại Evento nè, lần trước Evento được kiếm cực kỳ khó luôn, mà giờ nó ra liên tục luôn kìa. Ờ, thân Duros này. Ôi, DLC này hay chưa? Trời ơi, hôm nay hả, nó như cái quả Mewtwo luôn nè. Ui, như con chó mực có mày. Chó mực cái đầu mày, nó giống trong phiên bản Mewtwo nè mày. Đâu rồi? DLC này luôn hả? Đâu rồi? Đây rồi. DLC có 3 dạng nha con. Ôi lộn. Ôi, đây là dạng hình như là dạng gì? Đây là dạng gì của nó ta? Em quýnh tao mày, cứ lại. Đây là dạng siêu linh mà người chưa bỏ cục bờ. Ê, nó tướng quýnh tao mày. Nó là xúc tua hay không? Hai cái xúc tua nó quay kìa không? Cái dạng là dạng chưa biến hình nữa thôi, nó biến hình là dạng speed nè, dạng phòng thủ nè, phòng thủ ra nó người nó đô ra, nhìn cực kỳ ghê luôn. Đó, đây là dạng quýnh siêu linh thôi và nó bay. Được không? Được xong được, nó có 4 dạng mày, bay hơi bị nhanh luôn á. Ơi, mày bay không được mày kỳ vậy. Trời ơi, nó bay gì đứt không à. À cái đầu mày chứ A được đó mà. Đừng có tưởng mà dễ dàng mà ra được mà A với lại A lại B. Mày đợi đi. Không có vụ đâu, không có vụ ra mà A đâu. Sao mày thân rớt rồi? Evento tiếp nhưng mà Evento Shiny DNC. Ui, Articuno nè, wow. Articuno xịn trong phiên bản lần trước. Ui, lại Articuno, trời. Mấy lần trước kiếm nó cực kỳ khó luôn. Ô, rồi luôn, con ông khỉ này nó bay luôn cái một rồi mọi người ạ. À. Mày lúc nào ông vậy vậy? Xui vậy? Đi lè bắt lại được rồi, trời ơi, chạy đâu cho thoát. Ôi, sao mình tạt ra. Ê, ô, con này là con mới, con này con tên là... Tự nhiên cái tên. Con gì á, nhưng mà con này đâu phải con, đâu phải con. Con nó đang mega đó mày, cái dạng mega đấy. Cái này là quên không? Mình quên tên của con này rồi, tự nhiên tên gì trời. Nhưng mà nó đâu phải là cái con Blaziken, wow, con đắp vừa ra mình đập ra luôn, ôi trời ơi. Mình có là luôn đẳng cấp luôn, đẳng cấp luôn thôi, cho xin một vé nha. Cái này đâu phải có huyền thoại đâu đúng không? Huyền thoại đấy mày, huyền thoại nó có mega đấy. Đây là một dạng Tao không biết con này mày. Huyền thoại chúng ta không phải huyền thoại, nhưng đây là nó có dạng mega, không phải huyền thoại mọi người, nhưng mà nó có dạng là ui, Evento. Mega nha mọi người. Đây là con lửa, nó thành nó đứng trên lửa không xin nhiều người thấy không? Mega. À, dễ tí cho nó mega. Các bạn thấy mega con này, Blaziken lên nhìn cực kỳ xịn luôn. Ui, Gardevoir. Ê, sao mà đập ra nhiều dữ trời, Gardevoir nữa này. Ê, con gì vậy mày? Ê, Gardevoir trong phiên bản hắc ám nữa này. Gì 127, mày nói gì vậy? Gardevoir trong phiên bản hắc ám.
À, tao tưởng lúc này nó là con... nhìn ghê, con mũi nó có cái kiếm xuyên ngang ngực kìa. Con cái... này cũng đâu phải con huyền thoại đâu. Ôi, con này là một trong những con Legendary đó mày. Ở đó mà không huyền thoại này Legendary á. Blaziken hình như cũng là Legendary đúng không ta? Biết, tao cũng không biết. Nhưng mà nó là một Special Legendary á. Hình như là nó là Legion đó, con Legion đấy. Ê ê ê ê ê ê ê ê à, Mewtwo Robot nè. Ta có Mewtwo Sen nè, ta có Mewtwo... Mewtwo của Đại Thần Tháp. Mewtwo chỗ nào? Mewtwo Thần Tháp vô. Rồi. Ôi, tao cũng có nè mày. Ê, cái con này dạng khác rồi. Ê, mấy con này đó nó đang Mega đấy. Nó đang dùng quả Mega nên thành ra nó biết được cái dạng đó. À, nhưng mà nó có... Là cái con của mày chưa Mega, còn của tao Mega. À, cái con tao quăng ra là chưa Mega. Cái dạng của mày vừa quăng là Mega rồi. Nó đâu rồi trời. Ôi, vậy là mình săn được 3 con trời. Cực kỳ ghê luôn. Hôm nay núp làm chủ sĩ hên quá ta. Và mọi người muốn núp làm chủ sĩ một tập riêng biệt thì mọi người nhớ đây bình luận thật nhiều video này mà được 10.000 like. Mình để núp làm chủ sĩ quý một tập luôn, Quanh sẽ câm mồm luôn. Cái gì câm mày tự không? Không thấy câm mồm mà là Quanh chứ là ngồi đi theo ám nó thôi mọi người ạ. À. À, cái này là dạng bình thường nè, hồi nãy mình sẽ đi theo ám con núp nha mọi người. Mình sẽ đi theo tấu hài thôi. Tăng. Còn một con nữa, con cuối cùng là một con gì đây không biết nữa. Bốn dạng mình đã tìm được ba dạng rồi mọi người. Rồi, lần đầu tiên mà hên vậy luôn á nha. Mấy bữa tìm có hai con. Ui, lại Blaziken nữa này. Bữa hả, tìm bốn con không có ra mà nhưng giờ tìm hai con một trong một đường mà ra được ba con luôn. Vậy là hôm nay các bạn cũng ổn khá là nhiều luôn. Cuối tuần vui vẻ luôn. Ui, lại Gardevoir nữa nè. Núp này đã được con rồi, cho nó hát rồi đó. Chứ tí rồi, đường thường thường này nó kêu mà đăng trang rồi đó. Ta được mấy con rồi ta? À, ta trước có cái con DLC thôi. Dễ gì mày có được con DLC được. DLC là chỉ có ta mới ra được thôi. Còn lại là không thể nào mà ra được. Ông kìa, ê, cho mày bắt con ông kìa. Ôi, ông đẹp ghê mọi người ạ. Nhưng mà hồi tập đẹp rồi. Hồi nãy tao có con rồi. Ú. Gì vậy? Không phải, không có gì hết. Thôi, bay luôn, không có gì hết mà. DLC, Blaziken, Gardevoir, Evental, Articunum, Umbreon. Ê, bây giờ bữa sau mình chơi thử thách là đập 6 quả solo với nhau. Cái tiếp tục đập 6 quả nữa solo với nhau. Ờ, cho đập đỉnh. À, bắt đầu lên đỉnh nè. Lên đỉnh. Ê, lên đỉnh nè, cho mày lên đỉnh nè, mày té xuống đỉnh luôn nè. Lên đỉnh tháp đây, nó mấy con xịn nó sẽ xuất hiện. Lên đỉnh này. Lên đỉnh, trời tại là con cua bắp không à. Đỉnh tháp này cù quá luôn á. À, tao ở dưới thôi, tao không thèm đập cái trên đâu. Ui, lại Gardevoir mọi người, con này có vẻ khá là dễ ra luôn. Ê, cái quả hắc ám này tụi nó ra khá là nhiều mọi người ạ. Quả Mewtwo này, quả siêu linh này ra toàn mấy con hệ siêu linh không à. Ê, đúng không? Con này hệ siêu linh đúng không? Đúng rồi, siêu linh này. Con này lửa với lại fighting. Con này Gardevoir. Gardevoir cũng là hệ siêu linh luôn mọi người ạ. Có hệ siêu linh nhưng... Ê, con đắc rai. Đắc rai cũ rồi hả? Đắc rai con mắt vô thường mày. Con mắt gọi là hố sâu vũ trụ. Nó là chứa đựng những cái điều kỳ bí nhất của vũ trụ. Tao sẽ cho nguyên rõ hình con mới. Mình sẽ cố gắng tìm ra được một con cuối cùng ở trong phiên bản hắc ám bằng này. Ủa con đó là con gì? Không biết nữa nhưng ôi, ra luôn con Shigaru phiên bản 100% kìa. Xịn sò luôn. Ôn. Ôi Lycanroc. Oh no, một nồi luôn no. Thay mấy anh ơi, cho em súng này mấy anh ơi. Trời ơi, kẹt cứng luôn. À, lên đi ông có nồi. Trời ơi, tụi bay đông mà tụi bay chen chúc. Tao ra tao muốn ị luôn. Để gì mà một đống dữ á. Đập một quả ra được một nồi. Ồ vậy là hên á. Chết rồi. Còn cuối cùng liệu trên đường đua này chúng ta có thể tìm thấy được không? Ôi. Tao mới có được có hai con. Vậy là mình thua rồi. Đứa nào được đủ full phiên bản có 4 con thì sẽ là chiến thắng nha. Tao có nhiều con xịn. Ôi, Necro. Tao có con khác còn xịn hơn. Ôi, cứ tưởng chắc là phải ra làm phiên bản cũng hắc ám như vậy luôn, cũng đen đen tối thui. Ui, điêu xích bình thường này. Gì vậy trời? Red Bull. Ôi, lại là cái rương may mắn luôn à. Ui, Mimikyu này, Mimikyu hôm bữa khi ra tao mắt, ôi xịn vãi. Zigadi. Rồi luôn, thấy sợ sợ rồi đó. Những cái đường cuối mà nó không ra là cảm giác hơi sợ sợ mọi người ạ.
hả, nó còn đường dài mình còn tìm được, nhưng mà giờ nó đang như này không ổn rồi. Đúng rồi, nguy hiểm lắm mày. Không mày, nhưng mà hôm bữa tao còn một trái, tao ui Michu Mask nè, Michu Robot nè, Michu Robot nè, nó đại diện cho quả bóng lần này, đại diện cho quả Michu. Mày nhớ hôm bữa còn hai quả cuối cùng tao tìm được con thêm không? Con công chúa thằng kè này được cái giếng rồi đó, tôi ước tôi được con cuối cùng ở trong phiên bản hắc ám lần này. Mày hỏi vàng không đi, nó rớt ra con đó cho mày. Cái đầu mày, có cái đầu mày nó không tin. Ôi sứa biển nhím xào rồi luôn, xong rồi đó. Diamond Charizard. Ê tao thấy hơi ôi con đi xin nãy giờ ra đúng con đúng mọi người ạ. Đi mentor. Điều sách này lấy không? Ba thì không có đi sách này, tao đâu thèm. Tao có phiên bản hắc ám là tao đâu có thèm phiên bản đó. Nó đã múa kìa, nó đã múa cọp kìa. No no no. Rồi luôn, mình cảm giác như bắt đầu nó khó ra rồi. Mấy cái quả gần cuối bắt đầu nó, con này chắc mình nghĩ là một con rất là VIP nên thành ra nó sẽ không ra mọi người ạ. Quậy, sắp hết đường đua rồi. Kỳ quá à. Đập cái đường này là cực kỳ khó luôn. Tại vì cái đường này nó sẽ giới hạn cái block của chúng ta nên thành ra muốn đập được rất rất là khó luôn. Ê, ôi lại ra đi vỏ nè. Nếu mà được ra đi vỏ mấy con luôn ấy. 4-5 con luôn ấy. Mày được mấy con luôn hay vậy? Ôi con gì đây? Con Karem Kem nè. Con Behem Karem Tem Tem. Con Bitkin là cái con tiến hóa thành con Blaziken đó mọi người. Ôi con Felix thì con này dễ thương quá à. Ô Inventor rồi luôn. Nghĩa là chúng ta sẽ được hai, nếu mà hai người không có thì sẽ được comment cho hai người cùng sở hữu con đó, mình không biết con đó là con gì nữa. Ủa con đây có gì à? Rồi thôi phải đợi con núp thôi. Đợi cái đường đuôi cuối cùng con núp coi con núp nó tìm được ra không mọi người. Ha ha. Ông mày nhớ bữa tao còn hai trái tao bắt được con thân chú con trai không? Đâu vậy mày ngon hứng ơi, mày còn hai trái, mày còn nãy giờ tới 2, 4, 6, 8, 10 trái luôn. Ừ. Biết đâu bất ngờ. Lên bàn thờ cho chơi. Ô mày nói bậy nha. Thôi rồi, tao tán mặt nha. Mày quăng bóng cái đầu tao nha, mày đập hết ngươi coi, lại râu đôn. Chết rồi, còn không mấy quả à, mọi người bộ... ơi, nhấn lại chơi GT. 4 quả kìa. Nhấn lại chơi GT đi. Mày coi mày có ra không, mày ngồi mày gáy nè, đúng là gáy sớm nè, còn mày gáy sớm ăn gì. Úm mà là. Úm được con robot luôn. Úm mà là. Hai quả cúng cùi rồi, được con Satu luôn, đi tu luôn. Hùng cho bóng biết. Rồi đâu mày hung thúi quá, nó ra được có con cái con ổ điện luôn. Nó ra con ổ điện luôn mọi người ạ. Đó được rồi, bây giờ thì con cuối cùng là con gì? Chúng ta sẽ dùng comment lệnh để ra được con đó để cho hai người sẽ được cùng sở hữu cho mọi người. Trời ơi mọi người, con cuối cùng là Tyranita mọi người ạ. Nên hèn gì con này là siêu khó bắt luôn á, nên thành ra dễ gì mà có được. Và chúng ta bắt nó xong thì đặc biệt á của nó thì sẽ rơi vào cái dạng basic mọi người, dạng mặc định ấy, dạng normal, dạng đầu tiên của nó. Ôi trời, đen xì lì. Con này nói chung là rất là khủng khiếp đấy. Ê mega. Thấy chưa, thấy chưa? Nó chưa mega, nhìn con mắt của nó kìa mọi người. Ê đi nhanh dữ hả? Cực kỳ ghê luôn, đây là khủng long Black. Black khủng long, Black tím khủng long. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chọn đội hình. Chọn đội hình để quýt nhau nè. Hôm nay sẽ là mega thôi, không giga ta mắt mọi người ạ. Hoặc là điều full mega và giga ta mắt một con nha. Ok, các bạn hãy comment bên dưới là muốn giga ta mắt khổng lồ hay là phiên bản bình thường, các bạn để lại bình luận bên dưới nha. Ok, và chúng ta sẽ chọn đội hình. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người coi con Deer sẽ sở hữu tất cả các dạng của quả Metal nha mọi người. Đây nè, đây là dạng Defend, dạng này là dạng Speed, dạng né tránh mọi người ạ. Dạng tiếp theo là sẽ là dạng này là dạng mặc định nha, dạng mặc định. Dạng này sẽ là dạng Attacker này mọi người. Đây là dạng tấn công nè, dạng phòng thủ nè, dạng chạy thoát. Mình nghĩ như vậy á. Luôn lách á. Ôi, dạng defense nói chung là rất là bự con luôn mọi người. Nói chung là mình thích nhất là cái dạng dạng này mọi người ạ. Dạng này nhìn kiểu ngoài hành tinh siêu nhân kiểu vậy á mọi người ạ. Ok, và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu vài giây nữa nha. Ok mọi người, và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu trong vài giây. Bây giờ Blaziken phiên bản full mega nha. Blaziken up captain. Hai đứa này quấn lộn nha, chung nhau hả? Sao con này không mega hả? Tính ra là nó phải trong phiên bản mega battle chứ. Thôi. Ủa là ý đúng rồi, nó chưa mega hả?
À, trong phiên bản lần này nó không bị không bê ra được, chắc là do mình không đeo vòng tay á mọi người ạ. Được rồi, nhưng mà sẽ không đi ra mắt đâu mọi người ạ. Hai này quýnh với nhau hả? Double kích liền. À, mày double kích là tao cũng double kích luôn. Con này là có chiêu hai cú đạp vào đầu. À, mày đạp hộp tao à? Ok mày. Ê, mày đạp hộp tao. Ai da, ai da, da. Ra phải hộp rồi mọi người. Hai này quýnh ngang nhau mọi người. Ê, sao nó quýnh bên đầu của ta? Mày còn nhiều máu lắm, mày còn nhiều máu vậy? 172. Chết rồi, mình còn có 155 mà. Nhưng mà mày quýnh trước. Ừ, mày quýnh trước mà mình ăn nó rồi. Mày quýnh trước là mình ăn nó rồi. Cú này nó không giết chết được mình đâu. Ôi, còn sống nha. Gì? 34 máu tuyệt vời. Thôi được rồi, đạp cho mỏ nó nè mà. Đạp cho mỏ nó, đạp cho mỏ. Quick attack nè, tao thể đánh trước mày. Ơi, nó trần gian mọi người. Yeah, JT quá thông minh. Chết rồi, nó chơi chiêu gì kỳ lạ. Được rồi, cho lửa. The Dragon Claw nè, mày có thể chống cự là một chó lửa tao không? Cái chiêu gì cuối coi. Ê, con này đất sợ phải tin hay sao nha. Mày hả bưởi, mày đã bị chó cắn chết. Trời ơi. Mày hả chó lửa của tao hả, đang giấu trong người sức mạnh, gọi là sức mạnh tiềm ẩn đó mày. Để biết con đắc rai quýnh lại con đó không ta? Lại đó, đem ra. Con này tao cũng tiêu, gọi con này tao cũng gọi là xin một cái tuổi hết mày hiểu không? Ủa con này có chiêu gì double tiêu cái gì? Grin cắn nó mọi người, nó bóng tối đúng không? Nó sợ chiêu đất đúng không? Mình cắn cho nó một cái là bóng tối nè, cắn nó dính ít đam này, dính hai đam này. Super effect, ai da, đã quá ta. Ít not effect mọi người, chết là ngu rồi. Chết rồi. Nhưng không sao, mình đang giả bộ thôi, mình đang giả bộ như thế thôi. Biển hình đi nào. Mày ngon không? Ta đang giấu trong người đó gọi là sức mạnh của thần, mọi người hiểu không? Biến hình nó là 623 máu nhưng mà bị mất 50% máu mọi người ạ. Trời ơi, sao được nó rồi, bây giờ thôi The Dragon Claw móng vuốt rầm một tát là đi luôn. Ơi, fail rồi. À, nó quýnh mình fail mọi người. Trời ơi. Quá đẹp luôn với mấy tóc thước tha và yêu kiều. Nó bự quá à, sao quýnh lại trời. Đương nhiên rồi, đẹp trai phải bự. Ê, chắc này mới gã này mày. Con này của tao được. Ơi sao con này mới gà được này, con kia không mới gà. Mày biết con này của tao đẹp ghê chưa? Ấy chà chà, ấy chà chà được. À tuyết sao rồi, do con tao mới gà, con mày sẽ kích hoạt mới gà luôn. Ui, đau vậy? Zoom kích bay lên đạp à. Nhưng mà tao cũng ê chết là mình sắp hình rồi, mình sắp biến hình nhỏ rồi mọi người. Mày hả? À rồi, tiêu diệt luôn. À nó giết chết mình luôn kìa, sao mạnh dữ à? Ủa mày còn có chút xíu máu, mày bất ngờ vậy? Tao quên trước. Ủa Ganivore này có mới gà vậy, sao mà nhìn công chúa thân keo vậy? Mày hả? À, tao cho mày chơi. Kêu. À, tao phải chơi chiêu lưỡi với mày đi. Mày tiêu tao rồi, tao cho mày muốn. Ây da, chết rồi, mình kỳ hệ nó mọi người ơi. Muốn mà lót không giết được. Mày ngu nè. Một quá cầu vào mồm, đi lên bàn thờ luôn. Đắc rai. Ây chà chà, đắc rai hả? Đắc rai thiên hà, bóng tối. Đắc rai của mày sẽ sợ chiêu fairy. Chiêu tiên. Ít hai đam này. Ây da, trời ơi. Yeah, đã giết được nó rồi. Wow. Mày hả con? Wow, Inventor luôn. Mày tưởng mày có chiêu đất bù tao có à? Tao có Hyper Beam mà, tao cho mày biết Hyper Beam thế nào cuộc đời nè. Chứ tao đâu có sợ nó Hyper Beam. Mày hả con? Trời ơi, nó mạnh quá. Chiêu này là chiêu nước đáy vàng. Chiêu của con, tại vì skill của con chim nó bay lên trời là chiêu skill nước đáy vàng nên rất là ghê. Chiêu này đam ít quá à. Ai chà, cũng rỉ máu hơi dữ nữa, nước đáy vàng nào. Mày ôi, hả? Trời ơi. Giỡn mặt hả con? Ra đi vào. À, con này sợ chiêu double mới quýnh tao hồi nãy đúng không? Tao cũng có double đây. Tiêu mà rồi cái con ra đi vào này. Ủa sao nó? Chiêu sai. Ủa sao mình bị recharge chiêu mọi người á? Hay mình quýnh hai cái. Đúng rồi. Rồi double cho nó đi cái nào. Có được đâu mày. Có phiêu trời sai đó là chiêu gọi tương lai phải gọi mày biết không? Nó phải chờ tao đánh rồi nó mới đánh được. Mày hả bụi, dám giỡn mặt với lại Ivento. Chứ đừng quýnh không có đam hay sao. Quýnh không có đam thì chết chứ sao. Đi lên bàn thờ. Rồi luôn, tiêu rồi, nó còn bao nhiêu con vậy trời. Ê, chà chà, chùm cuối ra rồi đây. Từ từ, không đem con kia ra. Đi nó mắc vội, đem ra mắt là chết luôn. Bây giờ nó, ơi, bây giờ nó có thể chiếm thế thượng phong khi đi ra mắt trước ta. Không, mình thấy đợt này chết mọi người, mình mới đem kia ra được chứ không là chết á. Mày sẽ chết thôi con ạ. Tao để tao suy nghĩ ra, giờ tao phải làm sao đây. Mày suy nghĩ đi. Tao biết kia mảnh rồi, tao biết kia mảnh rồi. Mày ngon mày suy nghĩ đi. Tao sẽ gán trụ trong vài bước. Hù quá. Tao đây. À trời ơi, không xin nghe mọi người ơi.
Oh my god, một cái chết luôn kìa. Mày tiêu rồi con. Bóng tối darkness. Từ từ, chiêu gì, đi, chiêu băng. Oh my god, trời ơi, cái gì vậy? Không thấy con mày đâu hết. Oh my god. Ôi mẹ ơi, nó mạnh quá mọi người ơi, chết. Nó mạnh quá mọi người ơi. Tiêu cái rồi, con đây, này là bóng tối với lại chiêu râu nó mạnh dã man. Ôi, quýnh ông xin nha mọi người ơi. Rồi, tiêu mày chết coi. Rồi, thua. Tiêu mày coi, chia ra đi tao quá mà. Con Attacker không muốn lại nó mọi người ơi, nó mạnh dữ vậy trời. Ôi my god. Tigranita quá mà. Tao vẫn còn nha con. Trời ơi, nó vẫn còn con Tigranita. Không đi đâu mắt được nữa mọi người ơi. Từ từ, tao biết chiêu nào rồi, chiêu nô mồ mày sẽ chết. Mày sẽ bị chiêu nước đáy vàng chết nè con. Tao sẽ dùng chiêu nước đáy vàng mày tiêu tùng luôn con. Chơi chiêu gì vậy? Gã chiêu đi, đừng có mà sợ hãi nữa. Hyper Beam. Mày hả bưởi, mày dám cho chiêu nước đáy vàng luôn à? Ê sao mày ăn đam ít quá vậy? Tao mạnh hơn mày mà, đương nhiên rồi. Mày đã bị Dynamax xong, cơ thể của mày đã bị yếu đi 80% công lực rồi. Ờ vậy hả? Storm Tantrum. Mày hả bưởi? Thì ra nó còn con hit đó. Nó là Super F-Fit mọi người à. Yeah. Và phần thắng dành cho người thắng cuộc đó chính là Quang. Quang lại ở trên thiên đình nữa rồi. Tập sau núp sẽ là người dưới địa ngục tiếp. Yeah. Ok, và video lần này cũng tụi mình tới đây là kết thúc rồi mọi người. Nếu mà muốn làm video, muốn mình làm video về đường đua nữa thì mọi người đừng quên để lại like ủng hộ cho tụi mình nha. Và bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.